Hi, xin chào các bạn quay trở lại với kênh YouTube của mình. Mình là Kiên. Và chắc hẳn là các bạn theo dõi kênh YouTube của mình cũng đã nghe đến rất nhiều đến cái cụm từ đó là nước hoa chiết. Và trên mạng thì cũng có rất nhiều người bán nước hoa chiết. Thì hôm nay mình sẽ giải thích tất cả những cái vấn đề về nước hoa chiết, thế nào nước hoa chiết này, công dụng của nước hoa chiết, có nên mua nước hoa chiết hay không, và nước hoa chiết thì có fake hay không. Thì các bạn hãy theo dõi video này nha. Đầu tiên thì chúng ta phải hiểu thế nào nước hoa chiết. Thì các bạn cần hiểu đơn giản như này thôi, đó là việc các bạn chuyển nước hoa từ những chai chính hãng như này sang những chai có dung tích nhỏ hơn. Có thể đó là những cái chai do hãng sản xuất, hoặc có thể là do một cái công ty thứ ba ở đó thi công. Thì cái việc chiết nước hoa nó rất là đơn giản. Đối với những cái chai nước hoa mà có thể refill được như này, có thể, ý của mình là có thể mở nắp được nhanh, thì các bạn chỉ cần mở ra và các bạn đổ vào những cái chai nhỏ hơn như này. Đây, ví dụ như chai này là chai chiết 10ml dạng nhôm, thì các bạn cần mở chai to ra và các bạn đổ vào. Đó, thế là xong. Còn đối với những cái chai nước hoa mà nó không mở được mà nó chỉ có một cái chiều là chiều xì ra, thì các bạn hãy mở cái phần nắp của chai nước hoa lên. Bao giờ nó có một cái thiết kế như này, thì các bạn mở ra các bạn thấy rằng là đây là một cái vòi. Và các bạn sử dụng những cái xi lanh mà các bạn mua tại những cái nhà thuốc y tế ấy. Đó, tùy vào là có loại nhỏ, có loại 10ml, 12ml, rồi 20ml, thì các bạn cắm vào và các bạn hút ra, sau đó các bạn lại bơm vào cái chai nước hoa chiết. Đó, về cái phần vỏ của chai nước hoa chiết thì nó có rất là nhiều loại. Thì mình hay mua cái loại vỏ nhôm này, nó rất tiện cho cái việc mang đi mà nó không sợ bị vỡ. Còn với những cái vỏ mà thủy tinh dài như này, đó, ngoài ra thì nó còn có những cái loại mà 20ml, 30ml cơ, nó là loại tròn. Đó, thì mình không thích mua những cái loại lắm, mặc dù là nó khá là đẹp, nhưng mà mình thích mua loại hơn, tại vì cái việc bảo quản nó khá là dễ. Và sau khi bạn mua xong thì người ta sẽ dán cái tem của chai nước hoa mà người ta chiết ra cho bạn lên đây, để các bạn có thể dễ dàng các bạn phân biệt. Vậy thì nước hoa chiết nó có những cái ưu điểm và những cái nhược điểm gì? Thì đầu tiên về cái ưu điểm của nước hoa chiết, thì các bạn có thể thấy rằng là nước hoa chiết thì nó có giá khá là rẻ. Nó tùy vào cái số ml mà bạn mua. Ví dụ khi bạn mua 10ml thì nó chỉ có giá bằng 1 phần 10 chai gốc. Cái giá của nước hoa chiết thì các bạn phải tính như này. Ví dụ một chai như CK này nó giá tầm 1 triệu đồng. Thì 1 triệu đồng cho 100ml nhá. Thì cái việc mua bạn mua chiết cho 10ml thì nó chỉ tầm hơn 100 đến 130 đến 140, căng chắc là tầm 150. Thì người ta sẽ tính đó là cái số ml mà bạn mua này, cộng với cái vỏ chai, cộng với một chút tiền lãi, thì các bạn có thể sở hữu được một chai nước hoa chiết. Cái ưu điểm thứ hai của nước hoa chiết đó chính là vì giá nó khá là rẻ nên là bạn có thể mua được rất nhiều loại. Ví dụ bạn có khoản ngân quỹ khoảng tầm 2 triệu đồng thì bạn có thể mua được khoảng tầm 5 đến 6 mùi hương khác nhau. Nó khác với việc là bạn phải bỏ 2 triệu đồng ra để mua một chai nước hoa 100ml mà bạn cũng không biết rằng là nó có phù hợp với bạn hay không. Đó, nên là việc mua nước hoa chiết thì nó rất là phù hợp với những bạn nào có kinh tế hạn chế và các bạn muốn là các bạn thử được mùi hương đó và xem là nó có phù hợp với bạn không trước khi các bạn mua một chai nước hoa full. Cái ưu điểm thứ ba của nước hoa chiết đó chính là với những chai rất là nhỏ xinh như này, 5ml, 10ml, 20ml thì các bạn có thể mang đi mà để sử dụng, chứ các bạn không nhất thiết là phải mang những cái chai to như kia đi mà chẳng may mà các bạn bảo quản không kỹ mà nó vỡ một cái thì nó rất là phí tiền, đúng không? Còn với những chai chiết mà bằng nhôm như này thì cái việc các bạn mang đi nó rất là dễ, và cái việc là các bạn có thể lúc nào cũng có thể mang ra xịt thì nó đảm bảo được cái mùi hương lúc nào cũng được giữ trên cơ thể của bạn. Thế thì nhược điểm của nước hoa chiết là gì? Thì với mình nhược điểm của nước hoa chiết nó khá là nhiều. Nếu như cái ưu điểm của nó là bạn có thể thử được rất nhiều mùi hương, thì cái nhược điểm là nếu như bạn là một người sưu tầm, đó, sưu tầm những cái chai như này để bày như mình ở đây, thì việc mua nước hoa chiết nó không hề khả quan một chút nào, tại vì cái vỏ chiết nó khá là giống nhau và để bày lên trên kia thì nó trông nó rất là xấu. Nên là cái việc mua nước hoa chiết thì nó sẽ không dành cho những bạn nào mà thích cái kiểu sưu tầm những cái chai lọ để bày. Và cái nhược điểm thứ hai đó chính là về cái thiết kế của đa số những cái chai nước hoa chiết ấy. Nếu như đây là mình nói những cái chai mà gia công từ phía từ một cái công ty ở bên ngoài nhá, chứ không phải là những chai nước hoa chiết từ chính hãng mà họ có hẳn những cái bộ cho bạn, những cái bộ để các bạn để chiết được nước hoa sang những cái lọ chiết hay những cái lọ travel để các bạn mang đi thì mình không nói nhá. Nhưng mà với đa số ở Việt Nam ấy thì những cái chai chiết như kiểu này thì về cái vấn đề vòi xịt nó rất là khó chịu, tại vì nó xịt rất là to và rộng.
và nó rất là tốn. Và cái thứ hai là về cái vấn đề là nó rất hay bị lích, ảnh hưởng đến mùi hương. Nó chỉ phù hợp với bạn sử dụng trong một cái thời gian ngắn thôi, và nếu như bạn để lâu để dài thì chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng đến mùi hương. Và cái thứ ba ở trong cái phần nhược điểm này mà mình muốn nói tới, đó là các bạn, nếu như các bạn mua chiết mà các bạn chưa hề ngửi qua mùi đó nhá, thì các bạn sẽ không biết được rằng là người bán chiết, nếu như người bán chiết cũng không phải là người uy tín mà hai người đều gặp nhau lần đầu ấy, thì các bạn sẽ không biết là cái chai chiết, cái nước hoa trong chai nước hoa chiết này nó có đúng với nước hoa mà các bạn muốn mua hay không. Nhiều mình đã gặp những cái trường hợp đó là mua chiết thì nó, các bạn sẽ mang những cái mùi clone mà mình đã từng giới thiệu ấy, các bạn chiết vào những cái chai chiết như này với cái giá của những cái chai như là điển hình như chai Quid Aventus mà các bạn chiết chai Super Mercy Silver vào thì các bạn sẽ rất là lãi. Và người dùng nếu như bạn nào chưa ngửi thì các bạn cũng sẽ không hề biết được rằng là đó là chai Super Mercy Silver mà các bạn cứ tưởng là Quid Aventus. Và cái thứ mục nhỏ trong này mà mình muốn nói tới đó là với những cái chai chiết như này nhá, nếu như các bạn chiết đầy thì nó sẽ là 10ml, nhưng mà nhiều người ta chỉ chiết cho bạn tầm 9ml, 8ml thôi. Và bạn cũng gọi là rất là ngại về cái vấn đề là kiểm tra nếu như nó không đủ đòi chiết thêm 1-2ml. Nó là cái việc, cái tâm lý của người mua nó khá là ngại. Vì thế thì việc sử dụng và việc mua nước hoa chiết thì mình nghĩ rằng là cũng nên tìm một nơi uy tín. Và cái nhược điểm cuối cùng mà mình muốn nói tới đó là việc bảo quản nước hoa chiết. Thì cái việc bảo quản nước hoa chiết này thì có nhiều người mua nước hoa chiết để các bạn mang đi, nhưng mà nhiều khi là các bạn lại vứt ở trong cốp xe này, rồi vứt trên xe ô tô này, rồi các bạn sẽ không nhớ rằng là các bạn mang nước hoa chiết theo và các bạn vứt đâu đó. Và chính cái việc đấy nó sẽ làm ảnh hưởng đến mùi hương của chai nước hoa, và nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái chất lượng của chai nước hoa sau này mà các bạn xịt ở những lần sau. Vì thế thì mình nghĩ rằng là dù là nước hoa chiết hay là nước hoa phun siêu như kia thì các bạn cũng nên bảo quản như nhau, chứ hạn chế việc là cứ nghĩ rằng là 10ml thôi thì các bạn cứ vứt đi, vứt chỗ này vứt chỗ nọ thì nó cũng không thực sự là tốt. Vậy thì có nên mua nước hoa chiết hay không? Thì theo quan điểm cá nhân của mình là nên mua nước hoa chiết, dù bạn là người có những cái tài chính tốt cho đến những người có tài chính không tốt. Thì việc mua nước hoa chiết đầu tiên nó sẽ tiết kiệm một cái khoản tiền khá là lớn. Cái thứ hai nó sẽ làm cho bạn ngửi được nhiều mùi hương hơn. Và khi các bạn ngửi được nhiều mùi hương hơn thì các bạn sẽ lựa chọn được một cái mùi hương phù hợp. Thì khi đó các bạn xuống tiền mua một chai phun siêu thì nó cũng chưa có gì là muộn cả. Và những cái vấn đề rủi ro đi kèm về cái việc mua nước hoa chiết thì mình nghĩ rằng là nếu như các bạn tìm được một nơi uy tín ý, thì cái vấn đề này nó chả là gì cả. Mà cái việc mua nước hoa chiết ấy, nó có một cái hay mà mình thấy rằng là ví dụ có những cái mùi hương mà mình mua có thể mình xịt một vài lần nó chưa phù hợp, nhưng mà mình để đấy khoảng tầm một thời gian, tầm một tháng sau mình thử lại thì tự nhiên mà mình thấy rằng nó phù hợp. Hay là những cái buổi, những cái dịp khác nhau, hay là những cái mùa khác nhau thì tự nhiên nó sẽ phù hợp, và lúc đấy mình lại có thêm động lực, thêm những cái mùi hương mới mà mình muốn mua phun siêu. Và đó là những cái quan điểm cá nhân của mình. Các bạn nghĩ sao về việc mua nước hoa chiết thì hãy bình luận ở bên dưới, và đừng quên like, subscribe và chia sẻ kênh YouTube của mình nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại, bye bye.